Hello, welcome back to Nói Chuyện Chuyện Number Brother. Ok. Ui. Rất nhiều con số bên này. Một ngàn điểm. Tăng tốc lên. Tăng tốc lên. Tiếp tục tăng lên thành 15. Ui, né được. Ngàn 400 điểm rồi. Ai chơi khó này. Mình bị bào hết. Thêm một lần nữa đâu. Ui, ui. Thôi chúng ta đi chơi tách đu đủ. Rồi, đẹp đấy, màn này đẹp đấy. Hồng hồng này, đẹp này. Ui, đích ngay đây mà lại phải đi đường vòng, rất là căng. Ui, còn mỗi người thôi. Này, nhảy phát sang đây được. Rồi còn mày qua còn một bên bì.
mà này dễ đấy. Mario. Okidoki. Wow, cái màn này toàn là núi lửa, dung nham. Nguy cơ về đích thứ nhất rất cao đấy. Tôi bỏ chuối đây, đấy một bạn là trúng rồi. Đua hai vòng nhá. Đây vẫn vỏ chuối của mình rồi, là hai vỏ chuối luôn. Ấy à, trúng độc rồi. Ấy, lại đâm vào cái hình này. Tại không còn ai ở bên nữa rồi. Các đối thủ như thế nào. Tí từ sau. Đấy, sao với nick rồi. Lại được một thêm một cái cúp nữa. Đấy, phá game. Thank you.
Rồi kết hợp phải to đấy. Định nhảy sang đây không được. Ok, mình sẽ chơi Candy Pop. Ok, và game này đẹp quá, game này có cái nền này đẹp quá, nền xanh. Ủa sao nhạc tắt rồi. Lỗi. Lỗi quá. À, tắt nhạc mà. Ok. Tắt rồi mà nó vẫn có nhạc. Mình không để nhạc sợ nó bản quyền linh tinh. Bây giờ lại tự nhiên tắt à, ảo thế, game ảo thế. Chúng ta tiếp tục đến Mr. Railroad. Game này thì nhạc hơi bé. Game cuộn giấy ăn. To quá, cái cuộn dây ăn này phải to quá. Ui.
Chọn một nhân vật khác đi. Thanh niên áo màu hồng, cực kỳ nổi bật luôn. Ok, và game. Sợi game này có nhạc luôn nhé. Sành điệu luôn đấy. Này có mua của mình à? Kéo lên. Ui, tăng tốc này. Ui, yoga vào. Tiếp tục nhé. À, game này hay đấy, có âm nhạc và tuyệt vời, mình rất tiếc không âm thanh.
Hết game. Và chào nhé.